Nhà Nam xin chào bạn nhé. Thì hôm nay Nhà Nam đến với bạn với một cái clip máy chất và dành cho những khách VIP. Cái này là chống chỉ định với những bạn mà thích săn lùng máy bị lỗi lầm, máy rẻ, máy xấu này kia nhé. Đây là toàn bộ máy chuẩn chỉ lựa từng cái và dành cho những khách hàng gọi là khách hàng VIP. Và hôm nay mình sẽ còn đưa ra một cái chương trình dành cho khách VIP luôn. Đấy, rất là hay. Mọi người hãy theo dõi đến cuối clip để biết được cái chương trình đó cũng như là những cái máy ở đây nó như thế nào mà lại bảo là máy đắt. Thì đó, đúng như là câu của người xưa đã nói là đắt thì nó phải sắt ra miếng, tiền nào thì nó của đó. Đấy, hàng tuyển chọn thì đương nhiên rồi, người ta mất công tuyển chọn thì đương nhiên là cái giá trị nó cũng phải tăng cao hơn lên từ cả tất cả các khâu. Nói chung là như thế, máy nó chất thì cũng phải đắt rồi, công người ta bỏ ra để lựa chọn cho mình thì người ta cũng phải lấy thêm tiền, rõ ràng thôi nhá. Đắt thì sắt ra miếng mà. Đấy, đầu tiên giới thiệu đến các bạn một con iPhone 8 nhỏ. Con này có hiển thị màn hình là 4:7. Thì kiểm tra tổng thể là màn hình zin men, zin máy, zin tất cả các kiểu con đà điểu. Và có cái ngoại hình đẹp leng keng như xà beng, chuẩn chỉ gần như là một cái máy mới. Thì bạn biết là nó keng, keng có nghĩa là sao? Nó sẽ không có chảy xước gì bao nhiêu, chỉ vài những cái vết gọi là vân tay rồi xước lông mèo nhẹ khi mà đã qua sử dụng. Vì đây nó cũng là máy cũ nhé, chứ không phải là máy mới. Nên là đòi nó như là một cái máy trong hộp dở ra thì cũng khó. Tuy nhiên nó rất là keng, rất là chất, rất là chuẩn. Và sản phẩm này mình sẽ kiểm tra xem mã máy gì. Đấy, dành cho khách VIP mà. Khách VIP, khách khó tính mà, thì đương nhiên rồi, giá tiền nó cao một tí nhưng bạn sẽ hài lòng hơn. Rồi, ok. Đây, con này là máy mã Mỹ 64GB nhá. iPhone 8 thường hay còn gọi là 8G và 8 nhỏ. Con này có hiển thị màn hình là 4:7 các bạn nha. Rồi, chúng ta kiểm tra luôn pin. Kiểm tra luôn pin. Pin zin chuẩn theo máy luôn, chưa phải là pin thay nhá. Đấy. Rồi, giá bán thì chắc chắn là sẽ phải cao. Con này pin 96% này. Có duy nhất một máy thôi nhá. Con này bán giá 6 triệu. Mã Mỹ pin 96%, máy gold như máy mới, đẹp keng. Giá 6 triệu bạn nhá. Rất là chuẩn chỉ luôn. Ngon lành cành đào. Và lưu ý rằng là có VIP đi chăng nữa thì cũng không tặng kèm tai nghe. Tai nghe zin chân dẹp này sẽ được bán theo với giá 300 tùy theo cái nhu cầu sử dụng của bạn nhé. Lý do là mình đã tách rời nó ra khỏi cái máy bởi vì cái tai nghe nó quá đắt, 300 mà cộng vào thì cái máy này thay vì lại phải bán 6,3 triệu. Đấy, mà trong một số trường hợp nhiều bạn đã có sẵn tai nghe rồi không cần phải mua nữa, đúng không? Hoặc là có một số bạn chả thèm, quanh năm suốt tháng không bao giờ thèm nghe tai nghe, nên là mình trừ luôn ra 300, mình bán máy này 6 triệu bao gồm có sạc, dán cường lực và ốp dẻo, bảo hành 1-1 trong vòng 3 tháng và cam kết đây là hàng chính hãng trái táo sản xuất và là máy quốc tế mã Mỹ các bạn nhé. Con này 64GB màu gold, duy nhất một con. Rồi tiếp theo mình có một con iPhone 7. Con này là trong cái loạt hàng đợt mình nhập về 40 mấy máy là máy thanh lý như mới luôn á, keng luôn. Tuy nhiên con này thì pin nó không được tròn trịa lắm, nó được 98% thôi. Và là mã châu Á, tuy nhiên trong đợt đó thì mình không có tức là xem từng mã cho từng người. Nhưng mà hôm nay chỉ còn một cái ở đây mình xem luôn, một cái màu đen nhám thôi, mình sẽ xem mã gì đây. Mã AA trên A mình cũng chả biết là cái mã gì luôn đấy. Ngơ ngơ như bò đội nón luôn. Ok, mọi người tìm hiểu Google giúp mình nhá. Đấy, tìm hiểu và hỏi cái ông thầy quyền lực, ông thầy Google. Cái ông thầy mà gọi là cái gì cũng biết, chỉ mỗi cái là không biết điều đấy. Mọi người cứ vào Google search coi cái mã AA trên A này nó là cái gì rồi mua. Và còn duy nhất một máy ở đây. Máy thì có thể nói là có ngoại hình đẹp, chuẩn zin keng như là máy mới. Và pin zin nguyên bản nhà sản xuất còn 98%. Ok, hôm nay còn một máy duy nhất, giá bán 4,7 triệu các bạn nhé. 4,7 triệu. Đấy, rất là chất. Và các bạn đừng vội rời mắt khỏi video này nhé. Tí nữa sẽ có một chương trình dành cho khách VIP rất là hay. Đấy. Rồi tiếp theo đây là một máy màu hồng. Hình như là bị hết pin hay mở chưa lên. Ok, chờ một tí xem còn pin không. Rồi, cái này thì phải sạc pin thôi, chứ không pin mà làm trong clip cho khách VIP thì không được, không được hài lòng, đúng không? Ok, tí nữa mình sạc pin mình báo sau nhá. Bạn nào thích hai cái màu này, iPhone 7 32GB nha, thì gọi đến mình sẽ thông tin rõ ràng cụ thể cái mã máy cũng như là cái tình trạng pin. Đấy, để mọi người mua rồi báo giá luôn, bởi vì bây giờ mở nó không lên là do chắc nó hết pin rồi thôi. Next nó luôn từ vòng gửi xe nhá. Đấy, VIP là phải khác chứ. Rồi, ok, tiếp theo đây là có một con iPhone 7 Plus. Con này thì iPhone 7 Plus này thì có màn hình hiển thị là 5.5 inch. Đấy, nó to hơn iPhone 8 nhé. Đấy, 7 nhưng mà lại to hơn 8 bởi vì nó là Plus ha. Ok.
Rồi mình mở con này lên luôn. Con này lên rồi, mật khẩu 660. Đây là cái thằng đối tác của mình. À quên, cái ông đối tác mình gọi thằng, tí nó chửi cho chết, nó xem video nó chửi chết. À, cái ông bạn đối tác của mình ông đặt mật khẩu là quy định là như thế rồi, 660, nên về mình biết luôn nhá. Mình kiểm tra luôn con này là mã máy gì, mình có thấy ghi đây rồi. Nhưng mà mình cứ giả vờ như là mình không biết đi, mình kiểm tra cho bạn xem cho thích đúng không? Phục vụ khách VIP mà, phải phục vụ tận răng. Đấy. Rồi ok, con này là ZA trên A, con ZA trên A này thì là mã Hồng Kông. Đấy. Trên một vài cái trên Google, ông thầy Google của mình thì có cái mấy cái bài này là nó bị sai này, mình đã tìm hiểu kỹ mã ZA trên A là của Hồng Kông nhá, chứ không phải Singapore. ZB trên A mới của Singapore, nhưng mà ông thầy Google đấy có chắc là mấy cái lính lác của ông nó truyền đạt xuống nó bị sai tí, nên cái đó là sai nha, mình đính chính nha. Rồi. Đây là bản 256GB luôn, hiếm. Nói thật ra mình bán điện thoại thì cứ nửa năm với một năm mình mới nhập được một hai con 256GB của cái iPhone 7 Plus này nhá, cái dòng 7 Plus, 7 Plus. Rồi mình kiểm tra luôn pin. Pin. Rồi, pin 92%. Ngon lành cành đào nhá. Ngon lành cành đào. Đấy. Khách VIP cơ mà thì giá cũng phải VIP. Rồi ok, con này 7,5 triệu. Chứ còn cái này mấy ông ham rẻ lại nhảy vào quát tháo ầm ầm lên. Úi dồi ôi, 7 Plus mà nó bán mắc như 8 Plus. Đấy, chống chỉ định với mấy ông như vậy nhá. Ok, các ông không cần phải xem luôn, đừng xem làm gì cho ngứa con mắt. Rồi, tiếp theo đến một con nữa, màu đen nhám. Con này là cũng lại dành cho khách VIP nốt. Đấy, để xem nó VIP đến cỡ nào. Đấy, mình phải đánh giá mình VIP đến cỡ nào để khi mà xem clip mình biết là mình nên xem clip nào, đúng không anh em? Đấy, mình nói đúng không các bạn? Ok, bạn phải chi ra số tiền như thế nào mới gọi là VIP chứ. VIP mà VIP đi chơi, VIP của ai đi trả giá, ai đi chơi chọn cái rẻ nhất mua. Đây, con này mã Việt Nam. Đây thì tạm gọi là hàng chính hãng đi nhá. Con này thì mình cứ mái thoại gọi là chính hãng Việt Nam, nhưng mà vẫn là chính hãng Apple táo cắn dở sản xuất. Đấy, chứ Việt Nam chưa sản xuất được iPhone, Việt Nam nhập khẩu thôi nhá, và đóng mã của Việt Nam. Rồi đây, con này 128GB, màu đen nhám. Máy chuẩn chỉ zin luôn. Rồi để xem pin. In P in pin 94%. Đấy, 7 Plus bây giờ tìm được những con pin 92, 94 quả là ít. Rất là chất, máy rất là chất luôn. 128GB và con này có giá là 7,2 triệu. Nha, con này có giá 7,2 triệu. Nó sẽ rẻ hơn cái con 256 kia 300.000. Được mã Việt Nam luôn, ngon. Đấy. Rồi tiếp theo đây mình có một con iPhone X 256GB màu trắng. Màu trắng ngọc trai, trắng ngọc trinh, trắng như bông bưởi, trắng muốt luôn. Ngon, cũng dành cho khách VIP. Dành cho khách VIP thì phải kiểm tra, không thể nói mồm được. Mấy ông khách VIP khó tính lắm. Mà cũng đúng thôi, bỏ tiền nhiều ra phải khó tính, phải được phục vụ chứ đúng không? Đấy, như mình cũng thế thôi, đi đến đâu mà bỏ ra chi ra nhiều tiền, cứ như ông tướng. Rồi đây, mã Mỹ này, iPhone X mã Mỹ này, 256GB này, kiểm định này. Pin này, xem đúng 97% như bên ngoài ghi không hề ghi láo. Đấy, chuẩn luôn. Rồi, bản 256GB. Bình thường thì iPhone X 256GB đã đắt sẵn rồi. Lại thêm quả pin 97%, máy keng như máy mới như thế này thì chắc lại cũng hơi bị đắt đấy. Ok, và con này có giá bán là 11,9 triệu. Duy nhất một máy thôi nhé. Có tặng kèm ốp dẻo dán cường lực và một cái bộ sạc các bạn ha. Đấy, vẫn không tặng kèm tai nghe, có VIP đến mấy thì khi nghe tai nghe cũng phải bỏ ra 300.000. Đấy. Rồi tiếp theo đây có một con XS Max màu trắng, cũng dành cho khách VIP. Trong cái mâm này là toàn khách VIP thôi. Đấy, cho nên ngay từ đầu mình đã nói chống chỉ định với mấy ông mà hay chê đắt chê rẻ mà. Ok, con này mã Mỹ, 64GB, máy màu trắng, có ngoại hình đẹp leng keng như xà beng, chuẩn chỉ gần như máy mới nha. Tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Rồi đây, pin 95%, zin nguyên bản nhà sản xuất nhá. Ok, nhanh gọn lẹ luôn, giá 14 triệu, khách VIP. Rồi tiếp theo có con màu gold, thì XS Max là màn hình 6.5 inch bạn ha. Con này màu gold lại mắc hơn nữa, gold mà lại còn VIP nữa thì chắc đắt. Để mình xem luôn con này mã máy là cái gì.
tận chân tơ kẽ tóc luôn. Ok, đây mã Mỹ 64GB màu gold, phiên bản khách VIP đấy. Ôi dồi, pin 99% luôn, thế thì nó có khác gì cái máy mới đâu. Ok, cực kỳ chất nhá. Tuy nhiên giá thì nó cũng hơi VIP đấy, giá là 14.800.000 đấy, giá dành cho khách VIP luôn. Rồi chuyển sang đến cái sản phẩm iPhone 11 ở đây, cũng sản phẩm dành cho khách VIP kiểm luôn, tí nữa còn đưa ra chương trình dành cho khách VIP nữa, VIP lắm luôn đấy. Có tiền muốn làm gì cũng được ấy. Đấy rồi, ok, pin 100% này, có khác gì mới đâu, mới Actigen không, mã Mỹ này, 64GB này, iPhone 11 này, ngoại hình đẹp keng như máy mới này, giá khách VIP luôn này, 13.900.000 nhá, 13.900.000. Tiếp theo là con này là VIP nhất trong cái clip này luôn. Đây là một con hàng chưa Acti, chưa Acti, nhìn chân sạc đây, đánh giá chất lượng mới cứng luôn, để mình lấy nét nữa nhá. Đấy, ok này, mới cứng luôn, chưa có sạc luôn, con này chưa Acti luôn, và Acti lên còn bảo hành của Apple, tức là của bên Táo Mỹ là 10 tháng nữa nhá. Đấy, rất là chất. Và tất cả những cái sản phẩm dành cho khách VIP ở đây thì Nhật Nam cũng lưu ý với các bạn rằng là sẽ bán và bảo hành 3 tháng một đổi một. Còn sau đó cái nào mà còn bảo hành trong hãng thì hãy mình sẽ hỗ trợ bạn gửi vào hãng để đổi trả nếu như mà bị lỗi nhá. Thường thường là đổi thôi chứ không trả được đâu. Đã mua rồi là không trả được, nó là như vậy. Nguyên tắc bán lại thì được. Đấy. Rồi, thì con này chưa Acti luôn. Con này là con iPhone 11 chưa Acti, để mở lên xem Acti chưa. Nói có sách phải mách phải có chứng, và bán cho khách VIP thì nó phải cẩn thận một tí, phải nói là giống như cái kiểu uốn lưỡi 7 lần rồi mới nói đấy. Đấy, phải ngoan cả từ cái lời ăn tiếng nói, bởi vì mình đang bán cho những cái vị khách có rất là nhiều tiền, hiểu không? Đấy. Đây email đây, để cho kiểm chứng luôn trước khi mà mua. Thì con này sẽ có cái giá là 14.700.000 nhá. Dĩ nhiên cũng vẫn không có tặng cái tai nghe đâu. Cái tai nghe vẫn phải mua thêm với giá 300 nếu như có nhu cầu. Tai nghe zin chân dẹp nhá. Và những cái sản phẩm từ XS Max hôm nay mình thông báo đến các bạn một cái tin vui từ XS Max này, 11 này, 11 Pro này, 11 Pro Max này. Khi bán ra mình tặng kèm cho bạn cái bộ sạc 18W, sạc rất là nhanh. Trong trường hợp mà hết cạn pin, nó kích pin lên cũng rất là nhanh các bạn nhé. Nên là bạn cứ yên tâm mà mua. Rồi, và cuối cùng đây, hôm nay mình sẽ đưa ra một cái chương trình dành cho khách VIP. Khách VIP sau này có quyền yêu cầu mình làm cho một cái video clip về cái máy của các bạn mua nhá, với điều kiện bạn chi thêm 100.000 để yêu cầu mình làm luôn cái clip, hoặc là được yêu cầu tạo iCloud cho luôn đấy, nhưng với điều kiện cộng thêm 100.000. Yêu cầu tạo iCloud cộng 100, yêu cầu làm clip về cái máy. Đây chẳng hạn các bạn đặt mua cái máy này nhưng mà không biết, mình có nói thật là nó là máy mã Mỹ còn zin nguyên bản, pin 96% hay không nhá. Ok, các bạn có thể yêu cầu mình, sau khi các bạn đặt hàng, bạn yêu cầu em làm cho anh cái clip đấy, úp lên kênh rồi em mới gửi cho anh. Đấy, úp lên và mình gửi link cho bạn xem luôn. Chỉ cộng 100.000 thôi. Đấy là cái tiêu chí để phục vụ khách VIP. Đấy, muốn VIP thì phải tiền, muốn được phục vụ thì phải tiền. Cái đó là cái rõ ràng, nguyên tắc, cái quan điểm nó rõ ràng như thế rồi. Đấy, là dành cho khách VIP nhá. Là lúc đó là đây, chẳng hạn mình sẽ thẩm định ngay từ bên đầu, cho kiểm tra hết thông tin này, email này, email máy này. Ok chưa? Có 100.000 thôi, rất là rẻ tiền. Đấy, mà được phục vụ theo yêu cầu luôn. Đây email này. Đấy, và sau đó mở ống đĩa này nhá, gỡ máy ra, review bên trong này, xem đúng zin không. Ok, được chưa? Quá là chất luôn. Mình nghĩ là đưa cái này nhiều bạn hào hứng đấy. 100.000 trả tới đâu, đủ 2 cốc cà phê à, hoặc là một bữa ăn sáng thôi nhá. Nhưng mà được phục vụ đến tận nơi thì sướng không? Đấy, giờ không biết tạo tài khoản iCloud, đích thân mình tạo tài khoản iCloud cho luôn, cũng chỉ với có 100.000 thôi. Đấy, từ ngày hôm nay là mình tính phí hết tất cả những dịch vụ đấy. Nếu như các bạn muốn mình là khách VIP và muốn mình được phục vụ tận nơi, tận tình các kiểu con đà điểu, đấy, thì các bạn hãy chi thêm cho mình 100.000 nha. Đấy, 100.000. Cái này giống như mình phục vụ khách VIP thôi nha. Còn chống chỉ định với những bạn mà thích mua rẻ rồi, biết tạo tài khoản rồi, hay là tao không cần thiết, tao nhìn ở ngoài vỏ đấy, tao biết máy zin rồi, đấy, tao giỏi rồi, ok,
thì những bạn đấy thì thôi mình không có lấy 100 nghìn đấy của các bạn đâu, các bạn về tự thẩm định, tự tạo tài khoản rồi muốn làm cái gì đấy thì làm. Còn mình hôm nay mình đang nói ra cái chương trình này để phục vụ khách VIP và chống chỉ định với những bạn thích mua rẻ. Ok. Và bạn nào kết cái sản phẩm nào hãy alo trực tiếp đến một trong hai số điện thoại sau đây của mình để tránh bị lừa đảo nhé. Hãy gọi trực tiếp đến đây. Đó là số 0979782366 hoặc là số 0367709123. Khi thêm Zalo thì cũng thêm bằng số điện thoại hai số đó để chắc chắn rằng đó là Zalo của mình nhé. Chứ không thôi là có bất cứ ai mà nhắn tin đến cho các bạn phải kiểm chứng nha. Không thôi là bị lừa đảo nguy hiểm lắm. Đấy, dạo này giang hồ máu liều nó nhiều hơn máu não các bạn ạ. Phải cẩn thận nha. Rồi, thì khi mà mua hàng các bạn sẽ phải đặt cọc trước là 100 ngàn đối với sản phẩm là dưới 10 triệu và 200 ngàn đối với sản phẩm trên 10 triệu. Còn bạn nào muốn làm khách VIP gửi thêm 100 là gửi luôn nhé. Gửi luôn trước, ngay cái lúc đấy rồi mới yêu cầu. Ok. Tức là thay vì mua sản phẩm dưới 10 triệu đặt cọc 100 mà muốn làm khách VIP ấy, thì gửi thêm 100 nữa là 200. 200 để 100 đó là yêu cầu tạo tài khoản hay là yêu cầu quay video gì đấy các bạn tự lựa chọn nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến. Nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và nhấn cái chuông chọn thông báo đừng bỏ lỡ clip nào mới nhất. Đấy. Sau này mình sẽ đưa ra nhiều quyền lợi hơn cho khách VIP nữa. Đấy. Được chưa? Có thể là ai đó đến trực tiếp rồi này kia là mình mời cà phê hay là thế nào đó. Đấy, chương trình cho khách VIP nhiều lắm. Cứ từ từ mà tận hưởng các bạn nhé. Đấy, có tiền là có quyền. Thế thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ Nhật Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và sức khỏe.